Rồi, hello. Chào cả nhà nha. Bữa nay Lộc Nguyễn tiếp tục vô rừng nhỏ núm cả nhà ơi. Mới vô gặp người ta nhỏ ngỏ rồi mình mới đụng một ổ nữa nè cả nhà. Chúc cả nhà có ngày mới thật là vui vẻ nha. Nè. Gặp ổ núm rồi có một cái nè. Nó mới nứt đất nè cả nhà, mà có một cái cây bự. Nè mới nứt đất nè cả nhà nè. Nè cả nhà, núm nè. Nhà thấy không? Chân đầu cây này nè, nứt đất đây nữa cả nhà thấy không, nè cả nhà thấy không, nứt đất này nè, nứt đất là cả nhà, quá trời những nứt đất cả nhà. Để mình nhổ lên quay cho cả nhà xem nha, chứ ổ nước này mới nước đất chỗ này đây rồi. Ổ này mới nước đất chỗ này đây rồi. Mình quay cũng không được đâu cả nhà. Rồi, diễn cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục nhổ tổ núm cả nhà ơi. Sớm giờ anh em đi đụng tổ này ở tổ thứ hai này cả nhà. Đây. Lúc không nghe cả nhà. Ăn dài lên tới trên đó luôn cả nhà. Nè, có thấy lắm nghe nhà, tại nó còn búp, nó còn nằm dưới đất gì nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Trên đó nữa kìa. Đó. Tới giờ dẹp trống rồi nè cả nhà. Nè, ăn dài tới cái này luôn nghe cả nhà. Nè. Búp rất đẹp luôn. Nè, bên đây nè cả nhà. Thấy không? Đó. Con số nó chưa lên còn nằm dưới đất nữa cả nha. Rồi để nhổ cả nhà ơi. Để mình dựng máy đây mình nhổ nha cả nhà. Để mình dựng máy chân cái này mình nhổ nha cả nhà ơi. Thôi là bữa nay không thôi là ổ kia ấm rồi. Ổ kia vô trễ một bước thôi cả nhà ơi. Trễ một bước con chú không hái rồi. Nhổ rồi. Dựng máy nó lâu quá. Dựng máy nhỏ được rồi, thời gian lâu quá. Thôi để mình nhổ đi, nhổ lên vài cây cho cả nhà xem đi rồi cúc gieo nha, rồi cho cả nhà coi, nhổ xong cho cả nhà coi thành quả nha. Nhìn cả nhà. Ồ, cây hết thân luôn à. Hết thôi. Đúng đẹp, rất đẹp luôn cả nhà ơi. Dài tới nách. Rồi gãy anh. Quá trời cây rã cả nhà ơi. Thối thẳng cây rồi. Rồi để mình nhổ tới đi, rồi chừng nhổ xong mình cho cả nhà coi thành quả nha, để video nó dài lắm nha cả nhà. Ổ nóng này đẹp thật luôn cả nhà. Chừng quá trời đẹp luôn. Quá trời chân đẹp luôn cả nhà. To đùng. Quá trời chân đẹp luôn cả nhà ơi.
trời ơi, sức đầu rồi, chuột toan cái sức đầu rồi. Thình cái tay chân nhớt rồi, nắng ra chân nó dài cả nhà ơi. Tới chiều nhổ xong rồi khi nào mình về đó mình cho gom lại thành quả để cho cả nhà xem mà được bao nhiêu nha cả nhà. Sáng này ổ nào ổ thứ ba cả nhà. Rồi, để mình đào tới nữa coi, để mình đào tới nữa nghe cả nhà ơi. Quá trời rồi. À, còn lúc cái đất rồi cả nhà. Cái kiếm này mình tự làm nhà cho nên mình làm góc quá cho nên là nó hơi mỏng rồi cả nhà, nên dít đất cứng dít yếu xìu à, mình phải làm nhẹ chứ không nó gãy cả nhà. Cái cây này tự làm nhà cả nhà, cây cây này nếu làm bề mặt bự một chút xíu là bao gãy luôn cả nhà, tại cái bề mặt nó nhỏ quá yếu. Này là không phải cầm xe cũng không phải cà chắc luôn nha. Quá trời còn nhiều bên đó nữa cả nhà, qua bên đây nữa nè cả nhà. Đấy, mình tạm ngưng video ở đây đi, nhổ xong đi quay cho cả nhà xem cái nhà cho mau cả nhà ơi. Rồi mình mới vừa nhổ xong luôn cả nhà, cực khổ của anh em cũng đạt được thành quả nè cả nhà. Này đi sớm giờ nha cả nhà, bên đây nữa nè cả nhà, còn cái này trong bọc thì sáng giờ đem đi nha cả nhà. Đây nữa nè cả nhà, bốc không nha cả nhà. Bốc rất đẹp luôn. Rồi, tạm ngưng video đây cả nhà, để anh bỏ vô đi tiếp cả nhà ơi. Sáng giờ chưa ăn uống gì anh em chuẩn bị ra ăn uống nữa cả nhà. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi.
tốt chậm kìa. Mình mới dọn nhiêu. Nè cả nhà. Bây giờ mình nhổ đi, mình quay thành quả cho cả nhà xem chứ mình không có video quay thì quay nhổ nữa nha cả nhà, tại giấc ngày chiều rồi nha cả nhà. Cái này tối rồi. Rồi tiếp tục nhổ cả nhà ơi. Rồi lên cả hai cây cho cả nhà xem. Chân để cây cứng. Quá trời chân để cây cứng đây nha. Rồi, rồi. Để mình nhổ cái đi hồi quay thành quả nha cả nhà. Nhổ tự giờ nè cả nhà ơi. Đây là thành quả nè. Trắng luôn. Này nướng bút nè cả nhà. Con này nướng gừng nè. Cái này nướng nở. Lộn. Anh chú vừa anh cười kìa. Cả nhà đẹp cực kỳ không. Anh này nướng dùng quá trời nhiều cả nhà. Cái kia bỏ mật nguyên đi. Ai? Rồi kết thúc video đây, gõ vô đi tiếp cả nhà ơi. Quá trời tối rồi, hôm nay đi với anh Tiến TV nè, anh Tiến TV nè cả nhà. Quá già luôn rồi. Nhìn không ra luôn rồi. Mà biết cả đầu tóc tay chân gì te to hết rồi cả nhà ơi. Chân tay toàn là đất cát không à. Nói chung là mấy bữa nay là ở trong rừng nhiều hơn ở nhà nha cả nhà. Rồi kết thúc video đây cả nhà ơi. Tiếp tục thêm tổ tổ nấm nữa nha cả nhà. Tổ nấm để lớn lên tới trên kia đó, lên tới trên đó đó. Tới trên đó luôn cả nhà. Nhét vòng ở đây. Nó nứt đất mà nó nhú lên hết rồi cả nhà. Nứt đất thôi nha cả nhà, chứ không không biết được bao nhiêu nấm nha, mình chưa có nhỏ không biết tại nấm nứt đất nha cả nhà. Nó đầu nè cả nhà thấy không? Nấm lên nè. Cả nhà. Quá trời nước đất luôn cả nhà thấy không? Nè. Nó ăn dài lên tới trên đó đó cả nhà. Để mình nhổ thử coi được bao nhiêu nha cả nhà, rồi mình quay thành quả cho cả nhà xem nha. Chứ mình không có quay cái thời gian nhổ kịp được cả nhà ơi. Nhổ cả nhà ơi. Đây nã thử cây này cho cả nhà xem nha. Cứng quá. Chân bự anh nè. Rồi rồi. Này một cây cái lên hai. Này cây lên hai ba cây cái nè cả nhà. Quá chân bự. Chân bự này nhà này hơi cạn nè cả nhà. Thấy không? Rồi kết thúc video đây để mình nhổ đi quay thành quả cho cả nhà xem nha. Vừa nhổ xong rồi cả nhà ơi. Quá trời nguyên một vùng luôn cả nhà. Này cả nhà đấy, nướng rất đẹp luôn, quá đã luôn, quá đã quá đã. Dưới bọc nó nghe nhờ đây dù đây dù đây thành quả buổi chiều của hai anh em vậy là quá sướng cả nhà ơi. Này ngon nhiều à, nhiều khi mấy anh em đi nhiều khi một ngày chờ có khi không có luôn cả nhà, có khi người được hai ba cây. Mình đang mình đi này đúng ổ à. Bữa nay là ngày giấc này là ngon hơn buổi sáng nha cả nhà. Rồi thôi kết thúc video đây cả nhà ơi.